Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Thì đợt vừa rồi có một số anh em hỏi em á là cái cây mai nó bị rủ lá, rủ buồn lá rủ. Và một số trường hợp thì cái đọt nó ra rồi nó ra được một cây đọt xong đứng luôn. Thì nguyên nhân do đâu ha? Cái trường hợp mà cái đọt nó phóng ra xong rồi nó rủ lá buổi trưa, nó rủ nắng gắt cái nó rủ xuống đó anh em, đó là do chúng ta sử dụng dưỡng rễ với kích thích nhiều quá. Tức là một ở dưới gốc thì anh em đã sử dụng cái dưỡng rễ rồi, trên tầng lá thì một số anh em còn xịt ngã kích thích thì dẫn đến là nó cái mai nó phát đọt nhờ cái kích thích đó anh em, để kéo đọt ra ha, mà trong khi cái rễ nó chưa đủ lực để nó hút nước nó nuôi, hút dinh dưỡng để nuôi thằng lá, thì dẫn đến buổi trưa nắng hóc thì nó sẽ bị rủ, nhưng mà chiều mát sẽ nó sẽ tỉnh lại. Cái trường hợp đó là dư quá nhiều kích thích nha anh em, khi cái mai nó bắt thì nó phát đọt, còn nó không bắt được cái dưỡng rễ thì nó sẽ teo, nó đứng đó luôn, nó phạm thuốc là nó hư cái cây mai luôn. Thì đây là cái cây mai anh em, em xả tàn vẫn để ngoài nắng ha, từ lúc xả tàn ra đọt non cho đến khi đọt già vẫn để cây mai ngoài nắng không ảnh hưởng gì hết. Đó, thì đây là cái kỹ thuật gì anh em? Như cái mai này anh em không? Em mới xả tàn luôn nè. Em vẫn để ngoài nắng ha. Kỹ thuật ở đây là kỹ thuật chúng ta canh nước anh em ơi. Chỉ là canh nước thôi chứ không phải là cái gì hết á. Canh nước là quan trọng nhất. Canh nước thì nhiều anh em cứ nói canh nước mà anh em không có hình dung canh nước như thế nào. Tức là chúng ta phải tưới theo cái nhu cầu của cây. Để biết được thì chúng ta phải kiểm tra. Thì nhiều khi tùy theo cây mai mà cho nó, tùy theo cái giá thể mới hay cũ, tùy theo cái lực cái cây nó hút nước nhiều hay ít thôi. Chúng ta phải kiểm tra như vậy đây. Chúng ta vắt. Đó, đã mỏng này được ha, đã được cái nhiễu nước. Nhiều khi á 2 3 ngày chúng ta không cần tưới là chuyện bình thường anh em ơi. Anh em thấy không? Anh em phải moi xuống 50 phân vậy nè. Anh em kiểm tra vắt. Nó không có chảy nước ha, đủ ẩm như vậy đây. Không được để quá khô, cũng không được tưới quá nhiều. Và đây là cái cách chúng ta canh nước thôi. Tức là cái giá thể cũ á thì chúng ta phải theo dõi thường xuyên, còn giá thể mới á thì chúng ta tưới chúng ta cũng phải theo dõi để chúng ta biết cái nhu cầu cái nước của cái mai nó có hút mạnh hay yếu thôi. Chúng ta không tưới nhiều. Nhiều anh em là cứ thấy nó mặt chậu nó ráo ráo vậy đây là ngày nào cũng tưới hết, tưới ập vô. Thì vô tình trong lòng chậu nó ngậm nước trong chúng ta không biết nha anh em. Cái nước á nó quyết định tới cái tàn lá, cái cành nhánh này nè. Còn cái việc bấm tàn phơi ngoài nắng như vậy nè, thì em cũng có những clip trước chia sẻ với anh em này. Bấm làm sao mà chúng ta vẫn phơi ngoài nắng được đây, cái cây vẫn phơi ngoài nắng vẫn ra đọt không bị gì hết. Đó là khi mà chúng ta xả tàn cái mai á, chúng ta nuôi cho cái mai nó có nhựa trên cành nhánh ngon lành đi, chúng ta hạn xả. Còn cái việc vấn đề tưới dưỡng rễ anh em, anh em tưới lần nào là ra lần đó, tưới một lần thiệt là đẫm cho nó rút vào trong này nè. Sau đó các lần sau anh em đừng có cần không cần phải tưới gì hết á, tưới một lần một. Cái mai nó là thuộc dạng thiên nhiên mà anh em, nó giống như nó tìm cái sự sống vậy đó, nó không có phải là quá cầu kỳ đâu anh em ơi. Những cái này em tưới dưỡng rễ một lần một, không có tiền đâu mà tưới nhiều nữa nó vừa tốn tiền mà nó vừa làm cái thói quen cái cây ấy này. Thì cái mai là thiên nhiên anh em, nó là thiên nhiên ha. Khi chúng ta đưa nó vào trong chậu thì nó bị cách ly với thiên nhiên rồi, chúng ta gò nó trong cái chậu nhỏ như vậy đây, thì chúng ta phải hỗ trợ nó bằng cái việc chúng ta tưới dưỡng rễ và cấp nước cho nó đủ đủ, không được dư không được thiếu. Dưỡng rễ cũng vậy, chúng ta hỗ trợ nhẹ thôi. Như cái mai này em ghép nè anh em, mới ghép ha, mà em phơi ngoài nắng luôn nè, mà cành nhánh nó vẫn ra chồi nè anh em. Anh em thấy không? Nó nứt chồi đàng hoàng ha, chứ không phải nó teo đầu cành đâu anh em ơi.
Cây mai nó vậy đó, nó hay lắm. Nó là dạng thiên nhiên mà. Anh em thấy không? Cái nhu cầu về nước của cái cây đây. Độ ẩm vậy là được. Anh em thấy không? Không cần phải nhiều nha anh em. Anh em tưới xong là anh em phải theo dõi moi xuống này. Tùy từng cây, mỗi cây nó có mỗi cái nhu cầu về nước khác nhau. Mặc dù lá ít như nhau nhưng mà mỗi có cây thì nó hút nhanh, có cây thì nó hút chậm. Do cái tỷ lệ rễ ở trong lon chậu là nó nhiều hay ít nè, cái giá thể nó ngậm nước hay không nữa nè. Những cái giá thể mới ấy, thì nó ngậm nước ngon hơn, giá thể cũ thì nó ngậm nước kém hơn. Vì vậy chúng ta cần theo dõi, chúng ta bổ sung cho nó kịp. Có độ ẩm như vậy là đủ nha anh em. Anh em không cần phải tưới nhiều. Chứ anh em nhiều khi thấy cái mặt chậu nó ráo rồi là anh em cầm vào nước anh em xịt vô nó không có phù hợp. Cái rễ mai ấy, nó không có ưa nước nha anh em. Có nước nhiều cái rễ mai nó càng không hút nữa. Rễ mai nó hư, nó đã lấy gì đâu nó hút. Còn nước ít á thì cái cây nó sẽ kém phát triển thôi. Nếu mà để nó khô quá thì này nó mới hư thôi. Như này như cây này á là có hiện tượng nó hơi bị thiếu nước đây. Anh em kiểm tra là anh em biết nè, moi xuống này ha. Đó, vẫn còn độ ẩm nhưng mà cái độ ẩm nó rất là ít, anh em thấy không? Vì cái cây này nè, thứ nhất là rễ chỗ nào cũng có nè, bốc là trúng rễ nha anh em. Thứ hai nữa là cái cây này nè, cái tàn lá nó quá nhiều, vì vậy cái nhu cầu về nước nó sẽ nhiều hơn. Đó thì đối với những cây như vậy á thì anh em sẽ tiến hành cải tạo lại cái bộ giá thể này để nó giữ ẩm, chứ không là qua cái giai đoạn giữa năm nó sẽ bị thiếu hụt nước thì nó sẽ vô nụ rất là nhanh. Đó thì cái này anh em cần thay cải tạo ngay bằng việc á. Anh em không thay bây giờ ha, anh em muốn thay á là anh em có thể là xả tàn bỏ đi để nuôi cái tàn lá mới. Khi xả tàn bỏ thì anh em mới được tiến hành thay. Giá thể như vậy là chúng ta phải thay ha. Còn không cứ vào tưới nhiều trong giấc này á, thì được, nhưng mà qua giấc giữa năm á nhiều khi có trời mưa nhưng mà nó vẫn thiếu nước là thiếu nước. Khi mà cây mai nó thiếu nước anh em biết rồi. Nó kém phát triển, qua cái giai đoạn làm nụ giai đoạn cuối năm á nó rất dễ nở sớm. Nó vô nụ rất là nhanh, nó bị hóc nước anh em. Cây mai nó vậy đó. Còn vấn đề mà thay á thì anh em xả tàn anh em thay ha. Còn anh em đừng có sợ. Chồi mới nó ra trong tháng 3, tháng 4 vẫn kịp Tết nha anh em, không có sợ nó trễ đâu. Cái kỹ thuật thay cũng đơn giản thôi. Một là anh em chọn cái chậu lớn hơn một xíu, hai là anh em cắt bỏ đi phần 1 2 đến 3 phân phía ngoài đây nè, một vòng bên ngoài. Đó, để anh em cho giá thể mới hoặc là cái chậu nó lớn hơn cái chậu này một xíu. Đó, để anh em chèn những cái giá thể mới gồm trấu và sơ dừa. Sơ dừa nhiều một chút, 70 là sơ dừa, 30 là trấu, cộng thêm ít cát càng tốt. Chúng ta nhét xung quanh để cho nó giữ ẩm xung quanh anh em. Những cái rễ lông nó sẽ bám vào những cái vết giá thể ẩm đó, nó nuôi cái tàn lá nó giữ ẩm nước. Nhà thân anh em ơi, còn cây mai phôi nè, ví dụ cầm cây mai phôi vậy ha. Nhiều anh em là tưới, nó cứ nói 2 3 ngày tưới, 2 ngày tưới lại 1 lần, nhiều khi 3 4 ngày mới tưới lại 1 lần. Như vậy cũng là nhiều nha anh em. Những cái cây này em tưới 1 tuần sau em chưa cần tưới, anh em có tin không? Cái cây mai này nè, lúc trước nó khách gửi á là nó bị suy anh em. Em mới cái phục hồi nó được cái tàn lá mới nè, nó ra nè. Cây này lúc trước em cũng có quay cho anh em xem đó. Dùng Rio Mingo và Rot2 tưới vậy thôi anh em, mà nó ra cái tàn lá mới anh em thấy không? Giờ em chưa có ghép, em nuôi cho nó thiệt là mạnh. Những cái tàn lá mà chúng ta dùng dưỡng rễ đây nè, nó ra vậy anh em hỏi có bấm hay không. Thì anh em cứ cho nó ra thoải mái. Muốn ra được nhiều cho nó ra, tại vì chúng ta đang muốn cho nó sống cho mạnh mà. Cái tàn lá này cho dù các anh em cắt để ghép hay là chúng ta chừa cái tàn lá này cũng vậy, chúng ta cứ nuôi cho thoải mái đi, cho nó thiệt là mạnh cái cây đi đã. Khoảng 2 3 tháng sau khi nó mạnh hẳn cái cây rồi, chúng ta lúc đó chúng ta bấm lại. Chúng ta chừa những cái cành theo ý chúng ta bấm lại để cho nó, lúc đó chúng ta nuôi nhập mắt lá
Còn bây giờ anh em cứ nuôi cho nó thoải mái đi, muốn ra nhiêu cho nó ra, cho nó mạnh mạnh nó cay đã ha, tại vì cái mai đó nó đang trong quá trình phục hồi thì nó khác với cái mai mà chúng ta chăm để chúng ta giữ tàn lá, nó khác ha. Ừ. Như những cái tàn lá này anh em thấy không? Ừ. Nó cứ ra hết đợt này tới đợt khác mà không có bao giờ có hiện tượng bị rũ lá nha anh em. Bởi vì sao? Bởi vì những cái cây này nè em xài dưỡng rễ chỉ một lần một, à, hai lần cái loại N3M, trong đầu một năm chỉ có hai lần thôi ha, các lần sau không có phun kích thích gì trên này hết á. Tàn lá này tàn lá tự nhiên, em chỉ phun ngừa bệnh thôi, ngừa bệnh mới sâu bọ trĩ thôi, chưa có phun một cái phân bón lá gì trên này hết nha anh em. À, anh em thấy đọt đọt nó ra không? À, quyết định là ở nước nè anh em. Ừ, anh em thấy cái lòng chậu không, rất là khô ráo ha. Bây giờ là giữa trưa đây, 2 giờ chiều. À, thời gian này anh em biết rồi, à, nắng rất là hốc, nắng nó không có còn nhiều như thời gian trưa 12 giờ nữa, nhưng mà cái độ hốc của nó sẽ cao hơn. À, mà cái lòng chậu này nè anh em thấy không, vừa đủ ẩm vậy thôi, vừa đủ ẩm vậy này nè, rễ nó hoạt động mới mạnh. À, chứ anh em cứ nghĩ là tưới nhiều rễ nó sẽ hút nhiều, không, tưới nhiều rễ nó sẽ không hút. Ừ, rễ nó sẽ bị ngợp một thời gian dài, hư lâu á thì rễ nó sẽ bị hư, nhưng rễ cám rễ long á nó hút nước mới mạnh, nhưng mà nước nó nhiều quá thì nó sẽ không hoạt động. Ừ, dẫn đến là nó hư hư rễ như em, nó bở cái rễ một thời gian dài thì nó sẽ thúi. À, nó thúi từ từ những cái rễ long là quan trọng, rễ long mà thúi là coi coi như cây mai chúng ta nó yếu, nó suy suy nhẹ. À, suy 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 từ từ đó. À, bởi vậy cái việc canh nước, kỹ thuật canh nước là quan trọng, quyết định yếu tố quyết định nha anh em. Canh như thế nào thì nãy giờ cũng chia sẻ với các anh em rồi, chúng ta phải theo dõi. À, moi xuống chúng ta kiểm tra. À, 2 3 ngày sau chúng ta phải kiểm tra, 3 4 ngày sau chúng ta vẫn phải kiểm tra để chúng ta biết cái nhu cầu của nước của từng cây, để chúng ta cung cấp cho nó phù hợp. Ừ, không phải lúc nào cũng phải tưới ha, còn giữ rễ không cần phải tưới nhiều anh em ơi. À, tưới một lần một hỗ trợ thôi, 1 đến 2 lần hỗ trợ rễ nó ra ngon lành, nó hút chất ngon lành, nó không phải tăng cường phải tưới nữa. Còn cái tàn lá thì không cần phải xịt nhiều ha, ngoài thuốc sâu thuốc bệnh, còn bón phân bón lá thì từ từ nha anh em. Đó, chia sẻ thêm anh em một số nội dung như vậy ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau. Chúc anh em thành công nha.